chiều 7 tháng 9, đội bóng của ca sĩ Lý Hải, danh hài Nhật Cường và cựu tuyển thủ Tấn Trường đã có hoạt động ý nghĩa mang đến niềm vui cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân năm học mới. Chương trình từ thiện đồng hành cùng em tới trường năm học 2024-2025 được khởi xướng bởi câu lạc bộ Chân Tình 308, sự kiện phối hợp cùng Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn đã diễn ra chiều 7 tháng 9 tại sân bóng đá 317, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình ý nghĩa này đã được ca sĩ Lý Hải và các cầu thủ trong đội duy trì từ năm 2020, trải qua 3 lần tổ chức 2020, 2023, 2024, tạm ngưng 2 năm vì dịch. Sự kiện năm nay đã huy động được 30 chiếc xe đạp và 100 phần quà, gồm giày, tập và ba lô cho các em học sinh có điều kiện khó khăn trên địa bàn. Hoạt động đầy thiết thực mang đến niềm vui cho các học sinh đầu năm học mới, ca sĩ Lý Hải bày tỏ. Ngoài Lý Hải và các anh em nghệ sĩ, đội 308 đều có chung một tấm lòng, thích làm các chương trình từ thiện như thế này. Ý nghĩa của các chương trình giúp các hoàn cảnh neo đơn, suất học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn tùy theo chương trình mà đội tổ chức. Kết hợp với chương trình này, đội bóng của ca sĩ Lý Hải, Phạm Trưởng, nghệ sĩ Hà Nhật Cường và cựu tuyển thủ Bùi Tấn Trường đã có trận đấu giao hữu với Liên quân Ủy ban nhân dân và Công an Hóc Môn. Dưới cơn mưa nặng hạt của trận đấu, Chân Tình 308 thua với tỷ số sát nút 3-4 trước Liên quân Ủy ban nhân dân và Công an Hóc Môn. Trong đó, ca sĩ Lý Hải và Tấn Trường mỗi người có một bàn trong hiệp 2. Đánh giá về chương trình này, nghệ sĩ Hà Nhật Cường cho biết, đây là một hoạt động thể thao rất ý nghĩa, gây quỹ với tinh thần lá lành đùm lá rách. Tôi cũng may mắn khi có dịp rảnh trổ sâu các chuyến lưu diễn để tham gia chương trình của đội và ca sĩ Lý Hải, để đồng hành với các trẻ em nghèo là điều Cường rất thích. Ngoài Lý Hải ra thì tất cả các anh em ekip, nghệ sĩ của như anh em 308 thì có chung một cái tấm lòng là rất là thích làm những cái chương trình từ thiện như thế này. Bởi vì ý nghĩa của nó có thể là mình giúp đỡ một cái hoàn cảnh neo đơn nào đó, hoặc là những cái suất học bổng cho những cái em mà có hoàn cảnh khó khăn. Nói chung là tùy theo trường hợp mà bên đội bóng Chân Tình 308 tổ chức. Thực sự thì đối với đội bóng nghệ sĩ Chân Tình 308 thì chỉ gói gọn trong mấy anh em chơi thể thao rồi tự động vận động anh em trong nhóm để quyên góp thôi. Còn nếu như mà có một sự chung tay của nhiều mạnh thường quân thì tất nhiên thì những cái phần quà nó sẽ to hơn và nó nhiều hơn, thì mình có cơ hội để mà mình trao những cái phần quà rộng rãi hơn cho những cái hoàn cảnh khó khăn. Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa. Và cái hai nữa là mình mượn cái thể thao để mình gây dựng đó, huy động cái nguồn tiền tài trợ, với hai nữa là tinh thần của các anh em lá lành đùm lá rách, chứ nữa mình làm cái chương trình thiện nguyện rất là có ý nghĩa. Như là hôm nay là cái dịp và cũng là may mắn, coi như là mình được cái thời gian được rảnh rỗi sau khi đi lưu diễn ở nước ngoài, với hai nữa là mình đi một số công việc ở chương trình sự kiện ở trong nước, thì nay cũng được sắp xếp được đây được tham gia cùng với một số anh em đội 308 Chân Tình với ca sĩ Lý Hải, thì đây là một chương trình đồng hành cùng em đến trường phát xe đạp cho các em. Thì Cường rất thích làm chương trình từ thiện và cùng đồng hành với các em nghèo mồ côi, thì mình rất là phấn khởi và hạnh phúc. Thế nữa là thì bây giờ là u thuộc là U60, thiếu tuổi nữa là 60 tuổi rồi. Thì nói chung là cái đá banh thì đối kháng, cho nên thành thử Cường cũng rất sợ, đã từng bầm dập chân, đã từng lê lết trên sân khấu diễn cả tháng trời rồi, cho nên cái gì mình mê thì cuối cùng cũng có sợ. Bây giờ phải chuyển qua bên tennis với pickleball chơi cho nó đỡ, cho nó duy trì thể thao.